Địch Nhật Ba và Cung Tuấn tương tác ngọt ngào, khán giả lại cả khịa cặp đôi tranh thiên hạ. Cặp đôi Nhật Ba và Cung Tuấn đang rất được lòng khán giả. An Lạc Chuyện hiện đang là bộ phim nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Với sự góp mặt của hai diễn viên lưu lượng hiện nay là Địch Nhật Ba và Cung Tuấn, bộ phim được dự đoán sẽ nằm lên chuyện khi chính thức lên sóng. Mới đây cặp đôi lại trở thành chủ đề bàn luận của cộng đồng mạng khi những hình ảnh của cả hai trong An Lạc Chuyện được đoàn làm phim tung ra. Địch Nhật Ba và Cung Tuấn khiến khán giả bất ngờ vì độ hợp đôi cùng nhan sắc đỉnh cao. Chủ đề ảnh chụp bầu không khí giữa Địch Nhật Ba và Cung Tuấn trong An Lạc Chuyện cũng ngay lập tức nọt top 5 hot weber. Nhiều khán giả cho rằng phản ứng hóa học của Địch Nhật Ba và Cung Tuấn tốt hơn rất nhiều so với những lần kết hợp trước của mỹ nhân Tân Cương. Chênh lệch chiều cao giúp Cung Tuấn và Địch Nhật Ba trông rất hợp đôi. Sở hữu chiều cao 1m86, Cung Tuấn đem lại cảm giác mạnh mẽ và tiêu xoái khi sánh đôi cùng Địch Nhật Ba. Khán giả cũng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Nhật Ba và Cung Tuấn, mặc dù chỉ có một vài hình ảnh trong phim được tung ra, nhưng phản ứng hóa học và nhan sắc của cặp đôi khiến khán giả không ngừng phấn khích vì quá ngọt ngào. Địch Nhật Ba và Cung Tuấn được mong đợi sẽ trở thành cặp đôi hút fan mới của màn ảnh Hoa ngữ khi An Lạc Chuyện lên sóng. Ngoài ra khán giả không quên cả khịa cặp đôi tranh thiên hạ. Với màn tương tác nhạt như nước ốc trong phim, Dương Dương và Độ Tư liên tục bị khán giả mỉa mai phải học tập cặp đôi An Lạc Chuyện. Sau khi những bức ảnh trên được tung ra, nhiều khán giả đưa ra dự đoán An Lạc Chuyện đã qua vòng kiểm duyệt và chuẩn bị được lên sóng. Trước đó scandal đời tư của nam chính Cung Tuấn nổ ra, nhiều khán giả tỏ ra lo lắng trước khả năng bộ phim sẽ bị đập chiếu hoặc hủy bỏ. Tuy nhiên động thái của đoàn phim An Lạc Chuyện đã kịp thời trấn an khán giả rằng An Lạc Chuyện sẽ được lên sóng trong thời gian sớm nhất. An Lạc Chuyện được cải biên từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Đinh Ninh, kể về câu chuyện tình yêu đầy ngang trái đau buồn của Tấn Nam Đại Dương gia, An Lạc Trại Nhậm An Lạc và Thái tử Hàn Diệp. Theo sắp xếp của Shoko, phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào quý 2 năm 2022. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.